đi về những cái cảnh quê các bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh này ha. Đó là chuyện bình thường. Ngày xưa bà con mình á, an nghỉ người đã khuất á, nó không có theo cái ở đây có căn nhà, cái mặt dựng này kỳ quá vậy. Khá lạ nha các bạn, không biết còn ở hay không. Đá này, cái đá ngày xưa mà ông bà lớn tuổi sẽ biết ha. Đây có thể là một cái mộ phần gì đó của bà con mình an nghỉ ở đây. Em xin phép quay cái khu vực này, mình chạy ngang nó cũng có song song với lại cái khu xã Mỹ Lợi ấy, các bạn ở phía trên kia. Xã Mỹ Lợi là một xã mà trồng được cây lúa gạo nàng hương chợ đào hả các bạn. Ồ, màu hồng. Ngôi nhà cảm giác nó nghiêng, không biết phải nó nghiêng hay không, nó bậy bà con mình chửi. Mình nhìn thấy rất là nghiêng luôn á các bạn. Lạp xưởng Tân Chương, hai ba cái nhà kế bên luôn. Lạp xưởng quá trời ở đây nè các bạn ơi. Lạp xưởng Cần Đước mà có vẻ là ở đây ha. Lạp xưởng Úc Nghiêm. À, đèn đỏ rồi. Mình đứng chờ tí xíu rồi các bạn. Nhà đây có một cái tiệm tạp hóa khá lớn rồi các bạn. Rất là cao luôn. Còn bên đường là cái chợ đó, chợ nhóm ở bên đây. Phía trong này có vẻ là phần thiệt thòi hơn. Cái đường này là đường cùng rồi, không có kinh doanh gì được. Bên đây một cái nhà nữa nè, cũng ba gian luôn các bạn. Ba cánh cửa gỗ ngày xưa đó, trước có cây dừa, quá đẹp luôn. Ở đây là còn gì bằng nữa. Đây có lẽ là chiến tích của ngày Tết nè. Một cái mặt bằng để kinh doanh qua ngày Tết đó các bạn. Đó, thấy còn trồng vườn nè, nó chết khô quá trời luôn. Và dàn thọ. Quê nhà ngày nay xin được mến chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở ngay xã Long Hòa của huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngay ngã tư phía trước này là ngã tư ngân hàng nha các bạn. Ở phía sau lưng của ngôi chợ Rạch Kiến đó các bạn. Ở phía xéo xéo bên đây nè là cái ngôi chợ Rạch Kiến ở phía sau lưng á. Thì trong cái clip này mời tất cả các bạn mình cùng đồng hành. Trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ cùng khám phá và tìm hiểu cái khu vực ở phía sau của ngôi chợ Rạch Kiến ha. Một cái tuyến đường mà nó kéo dài cho đến cái điểm cuối cùng á, là ở bến phà Bến Bạ. Nếu mà mình qua bến phà Bến Bạ là mình sẽ đi qua bên Tân Trụ đó các bạn. Còn bên đây vẫn còn ở Cần Đước nha, gần ở ngay ngã tư Tân Trạch đó. Nó có một ngôi chùa, có một bức tượng Phật Bà cao nhất tỉnh Long An luôn các bạn. Đó, lát mình sẽ đi ngang cái khu vực đó nha. Rồi, mời tất cả các bạn mình cùng đồng hành với mình trong cái clip hôm nay nha. Đây là ngã tư ngân hàng. Cái hướng này là mình đi về ngã tư Trại Trạm đây các bạn. Buổi sáng hôm nay không khí hơi u ám các bạn. Có lẽ là do chuyển giao mùa đó nên thấy nó hơi bị âm u, có phần là muốn mưa luôn đó các bạn. Phía sau chợ nè. Đây là quán bán cà phê sáng. Mỗi sáng đều tập trung ở đây. Đường xá bà con mình đi quá trời luôn ha. Phía sau lưng này bán những cái cửa hàng phụ tùng xe máy cũng như là đèn, rồi những cái cửa hàng quần áo cũng rất nhiều ở đây. Mặt trước bán nhiều hơn mặt phía sau. Cửa hàng điện thoại di động nè, hai ba cái ở đây các bạn. Phía sau lưng này mình có thể chạy vòng vòng đây, mình thấy những cái quán như Gốc đó các bạn. Đó, rồi những cái chú mà sáng sớm hay tập trung để uống cà phê ở đây rất là nhiều luôn. Uống cà phê mà đậu xe như vậy luôn nè các bạn. Đây là một trong những cái quán như vậy ha. Tới đây nó có hai cái ngã rẽ nè. Ngã rẽ này vào trong cái khu người dân trong. Còn ở đây là mình đi thẳng xuống dưới luôn.
Bến phà Bến Bạ các bạn. Ngày này khá thoáng luôn các bạn, có con lươn chính giữa. Phía trong này có vẻ là phần thiệt thòi hơn. Cái đường này là đường cùng rồi, không có kinh doanh gì được, mua chỉ để ở thôi các bạn. Mặc dù trên một cái tuyến đường ít ai chạy vào trong đó. Đây một cái cửa hàng lạp xưởng Tân Chương, hai ba cái nhà kế bên luôn. Lạp xưởng quá trời ở đây nè các bạn ơi. Lạp xưởng Cần Đước là có vẻ là ở đây nha, lạp xưởng Úc Nghiêm. Có nhu cầu các bạn cứ qua đây mua lạp xưởng đi ngang á. Hướng này mình cũng có thể về cổng chợ Bến Lức được luôn á các bạn. Tới cái ngã tư DT830 ở phía trước đó, mình có hai ngã rẽ ha. Một là về cổng chợ Bến Lức, hai là mình về cảng quốc tế Long An đó các bạn. Rồi xuống Cần Đước luôn, một hướng xuống Cần Đước luôn. Bây giờ nhà mọc lên quá trời các bạn, nhà máy Thái. Hồi xưa mình đi cái tuyến đường này cũng khá là thưa thớt, giờ coi như kín mít hết đó các bạn ơi. Kinh doanh cũng thấy khá ổn ở khu vực con đường này nè. Đại lý bia nước ngọt Úc Dầu, Úc Dẫu. Tiệm tạp hóa kết hợp cà phê nè, uống cà phê sáng nè. Ở gần nhà vườn nè các bạn. Ở trong có một cái một phần nữa. Nhà vườn khá là rộng luôn các bạn. Kế bên tường rào một nhà kế bên hoành tráng luôn. Quá xá quá xa các bạn. Trời ở đây có căn nhà cái mặt dựng này kỳ quá vậy. Khá lạ nha các bạn, không biết còn ở hay không. Mặt dựng này là của ngày xưa đó. Nhà bà con mình cán cho sạch sẽ ra đường đó. Gối hơi 35k. Thỉnh thoảng mình thấy trải dọc đường bán như vậy hả các bạn. Những cô chú mưu sinh nghề kinh doanh buôn bán buổi sáng sớm. Phía trong cánh đồng nè các bạn. Cánh đồng ruộng này còn những cái liếp lại ngày hồi Tết trồng dưa đó. Chưa có cải tạo canh tác. Ở đây mình thấy bắt gặp những cái nhà xưa rất nhiều các bạn. Nhà nhỏ, nhà lầu mà lên nhỏ quá ha. Ở đây có một cái pizza khá lớn các bạn. Không gian phía trước kinh doanh uống cà phê luôn nè. Quán ăn sáng, một quán ăn sáng. Ngay đây như thấy nhóm nhóm chợ nữa. Bán rất là ít gian hàng nha. Thì rau củ quả thịt cá đâu đó là 5-7 cái tụ điểm bán như vậy phục vụ cho bà con mình ở đây á. Ôi chạy cưa khúc gỗ quá to luôn. Cái đường điện cao thế nó đi ngang đây nè các bạn. Đường thiện này không biết 110 hay là 120 đi xéo xéo lên cái hướng Mỹ Lộc á. Khu vực này bà con mình trồng vườn nhiều lắm, nhất là mai đó các bạn, mai vàng, mai trứng thủy rồi. Bởi mùa Tết mà mình đi cái con đường này rất đẹp nha. Khi mà lối mà lặt lá mai xong rồi đó, nụ rồi nó lên búp búp lên á, nhìn đã lắm. Trời mặt tiền mà trồng chuyên trồng xả không các bạn, không có cải tạo canh tác gì hết, nguyên cả lùm xả nè. Trồng cái số lượng như vậy là bán rồi. Nền mỏng ở đây thấy cũng còn thấp lắm các bạn. Thấp chủng. Bên đây là bên đồng ruộng. Cái khu vực này mình chạy ngang nó cũng có song song với lại cái khu xã Mỹ Lợi á các bạn.
ở phía trên kia. Xã Mỹ Lợi là một xã mà trồng được cây lúa, gạo, nàng hương, chợ đào hả các bạn, nổi tiếng đó. Còn cái này là mình đi con đường khác hướng song song với nó đó các bạn. Ở nhà này chuyên đá gà rồi, gà quá trời quá đất. Ồ, đây còn nền trống nè, có cả cái ao luôn. Đây có lẽ là chiến tích của ngày Tết này. Một cái mặt bằng để kinh doanh qua ngày Tết đó các bạn đó. Thấy còn trồng vườn nè, nó chết khô quá trời luôn. Và dàn thọ, ở chú này đi xe đạp không biết làm gì đây, chú gom dây điện làm gì đây, chú này lớn tuổi lắm rồi. Trong đây là trạm biến áp 220 kV cần nước 2 á các bạn. Trong đây đồng ruộng buổi sáng sớm hôm nay rất đẹp các bạn. Đi về những cái cảnh quê các bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh này ha. Đó là chuyện bình thường. Ngày xưa bà con mình á, an nghỉ người đã khuất á, nó không có theo cái gọi là trình tự gì cả. Cứ thấy đầu trống trống rồi thích hợp là cứ nằm ở đó thôi. Ở bên đây còn một cái lô đất mà được bao bọc bởi tường rào, một lô nhà vườn đó các bạn. Có lô này giờ về an nghỉ là ngon lành luôn. Trên cái tuyến đường xe tải chạy vào thoải mái vi vu luôn các bạn. Đường xá thấy ngon lành không, đường nhựa, xe tải hăng nặng luôn. Về đây mình có thể là kinh doanh những cái hộ gia đình là thấy ổn ngon lành lắm á. Xe ben nó chạy. Đây một cái quán ăn sáng nữa. Cơm tấm, hủ tiếu, bún riêu các bạn. Ở cái mai này sao bông quá trời vậy? Lặt còi cọc lá hết đó rồi. Hôm nay mình qua Tết gần rồi, tháng rồi đó. Phía trước là quán phở nữa nè. Đường này có kinh doanh nhưng mà có lẽ là kinh doanh không có dày đặc các bạn. Nghĩ là bà con mình sinh sống cũng ít ở đây. Ở khu nhà vườn vẫn còn vạn thọ sau Tết nè. Và những cái cây mà hoa hướng dương nữa nè các bạn. Tết trồng còn dư lại, bán không hết. Mùa Tết vừa rồi là mùa bông hoa không được mấy khả quan. Đây, khu nhà vườn, trời, cái nhà mà Nam Bộ ngày xưa, mái ngói ba gian, mặt đá ngày xưa đó các bạn. Nhà nhìn vô là biết nhà cổ rồi. Khu vườn quá trời rộng luôn. Bên đây một cái nhà nữa nè, cũng ba gian luôn các bạn, ba cánh cửa gỗ ngày xưa đó. Trước có cây dừa, quá đẹp luôn. Ở đây là còn gì bằng nữa, thoải mái vô cùng. Tới đây là một cái con đường để mà mình đi vào một cái bức tượng Phật Bà lớn nhất ở tỉnh Long An này, ấp Ba Văn Hóa đó các bạn. Ở đây ha, phía trong là cái ngôi chùa đó các bạn, có tượng Phật Bà. Quán bia nước ngọt, cà phê sáng kết hợp. Mình chạy mình thấy bà con mình đốt dơm nè, sau Tết à, đốt dơm. Thứ nhất là cho nó trống, thứ hai nữa là chuẩn bị cho mùa vụ mới á. Sắp sửa là coi như là mưa tới là mình sẽ có cải tạo canh tác mới các bạn. Đám ruộng này được một cô đang nhổ những gốc rạ ở phía trong. Anh này anh làm ba cái chậu
đốt rơm sau Tết. Những đám ruộng này đốt để cho nó có thêm cái chất dinh dưỡng các bạn. Rồi mình sắp tới cái ngã tư Trân Trạch rồi. Ở nơi đây là có một cái ngôi chợ nhóm cũng khá lớn rồi các bạn. Ngay đây bán đồ rất là nhiều ở đây, đồ ăn sáng cũng như là mình mua về phục vụ cho gia đình nấu ăn ở nhà. Trên một cái tuyến đường khá lớn luôn, DT830 nè. Hướng bên tay phải là mình đi về cổng chợ Bến Lức á, đi chắc 5-7 cây nữa tới các bạn, ngay cái đoạn này. Đó, quang cảnh buổi sáng sớm của bà con mình ngay chợ nhóm Tân Trạch của huyện Cần Đước. Bán đồ ăn sáng, bán bông hoa trái cây nè. À, đèn đỏ rồi. Mình đứng chờ tí xíu rồi các bạn. Nhà đây có một cái tiệm tạp hóa khá lớn rồi các bạn. Rất là cao luôn. Còn bên đường là cái chợ đó, chợ nhóm ở bên đây. Tuyến đường này là tuyến đường mình đi về Vũng Tàu cũng được luôn á các bạn. Rồi mình đi xuống cảng quốc tế Long An ở dưới, hướng mình quẹo về thị trấn Cần Đước cũng được luôn. Rồi mình đi thẳng qua đây là qua bến phà Bến Bạ là mình sẽ đi qua bên Tân Trụ rồi. Hủ tiếu bánh canh, quán ngay góc ăn sáng khá mát. Đây là cà phê sáng nè các bạn. Ngay đây là ngôi chợ rồi. Bà con mình bán quá trời ha. Trứng, hải sản, tiếng rau thôi, tứ phía luôn. Khô, cá chốt, gọi đây trứng à, 25-35 ngàn. Đó. Đây là trái cây ha. Rồi tới đây là hết rồi các bạn. Đây là kế bên cái ngôi chợ nhóm vậy á, mà ở đây kinh doanh thấy không có kinh doanh gì luôn. Có thể là sẽ bán không được ha, nên không có kinh doanh. Lại chừng 10 mét là tới rồi. Ủa cây mai, cây mai vẫn còn nở sau Tết. Xe nước đá nè, bà con mình đi giao nước đá cây. Trong này có cây mai khủng luôn các bạn. Quán ăn sáng. Ồ, đây là ngôi nhà cổ luôn nè. Ồ, màu hồng. Ngôi nhà cảm giác nó nghiêng, không biết phải nó nghiêng hay không. Nó bậy bà con mình chửi, mình nhìn thấy rất là nghiêng luôn á các bạn. Nguyên dàn mai ở trong căn nhà nó xung quanh khu vườn. Ôi bên đây, bên đây là hoa bông trang, trồng y như là hàng rào vậy đó. Phía trong quá trời luôn. Phía trong là mai nữa nè các bạn. Mai trồng xen kẽ luôn. Ồ, quá đã nha. Bông trang nở búp búp, đẹp quá, đẹp thiệt chứ. Trồng không biết kinh doanh hay là trồng làm hàng rào chơi, trồng ở mặt tiền đường luôn. À, đây là cái hướng, cái đoạn mà mình đi xuống phà Bến Bạ đó các bạn. Hủ tiếu mì, hủ tiếu gõ gì đây. Bên bay là một cái nhà máy phân bón cho trấu sữa dừa gì. Đường này em thấy xe ben chạy rất nhiều các bạn. Nãy giờ 2-3 chiếc rồi. Hoa gì đẹp quá. Ngay đây cống cái đập gì á.
Sáng sớm bà con mình di chuyển trên tuyến đường này cũng nhiều chứ. Ở bên đây á, là nó cách một cái con sông Vàm Cỏ, mà ở bên đây mình trồng thanh long á, các bạn không được. Mà mình đi qua bên phà một cái rồi á, là bên bển trồng thanh long suốt cái tuyến đường đó luôn. Cái vùng đất nó là nó khác, trồng thanh long rất là tốt. Nghe nói thanh long Tân Trụ thì ai cũng biết rồi ha các bạn, ngon nổi tiếng, cũng như là nói tới Bến Tre là nói tới xứ dừa vậy đó. Ở đây là cái một hàng rào đá ngày xưa. Cái đá này bây giờ phải nói chứ em quay lại em chia sẻ với các bạn mình xem ha. Đá này, cái đá ngày xưa mà ông bà lớn tuổi sẽ biết ha. Đây có thể là một cái một phần gì đó của bà con mình an nghỉ ở đây. Em xin phép quay đá đá đỏ ha. Đá này kia bằng đá gì em cũng không rành nữa, ngày xưa nè các bạn. Mấy ông bà mình lớn tuổi mới thấy đá này mới biết được, còn giờ tuổi trẻ giờ em nghĩ là không biết đâu. Ở dưới quê á, mình nhìn thấy được những cái hình ảnh của những cụ bà cụ ông rất lớn tuổi luôn á các bạn. Em thấy mấy người đó rất khỏe nè các bạn, còn da đồng còn há nhổ cỏ rồi há củi rồi chất vào nấu rồi đó các bạn, chuẩn bị chụm rồi làm ba cái củi đó chắc đóng đóng. Mặc dù giờ có những cái phương tiện mà để mình nấu nướng rồi, nhưng mà do là cái quan điểm ngày xưa đó tiết kiệm rồi này kia, nên bây giờ là cứ chất vậy đó, dành dụm vậy đó, mà cũng làm lai rai công việc như vậy nó khỏe các bạn. Còn nếu mà mình người lớn tuổi rồi mình không làm thì nó hơi bị yếu ha, hơi bị bệnh rồi này kia theo năm tháng. Bên đây có một anh đang cuốc vườn hành, đang trồng hành cái khu vườn của ảnh. Hai tập quá lớn thì chứ ở đây úc ngon, úc ngon. Còn bên đây là ruộng đồng không các bạn ơi. Ở phía trong kìa có một cái ngôi nhà mái ngói ngày xưa. Nhìn xa xa là thấy rồi đó. Phía dưới này hình như có một cái bãi cát đá thì phải đó các bạn. Nằm đâu ở trong, phía trong sâu chứ không phải là ở phía của cái bến phà. Rồi tới đây là tới bến phà rồi các bạn. Có lẽ là em xin ngừng video clip này lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn cùng đồng hành với mình trong clip hôm nay nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh của em nha các bạn.